Tháng trước mình vừa thuyết trình nghiên cứu tại một hội thảo giáo dục quốc tế đầu ngành có tên là CIES. Đây đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày mình tham gia hội thảo. Đúng vậy, đã một thập kỷ mình luyện tập phỏng vấn và thuyết trình ở trên sân khấu bằng tiếng Anh và về những đề tài học thuật khó nhằn. Mình đã đọc rất nhiều sách, xem rất nhiều video và hỏi rất nhiều người để nâng cao khả năng nói tiếng Anh của mình. Tuy vậy, điều mình nhận ra rằng là phần lớn những cái bí quyết mà mọi người chia sẻ trên mạng ấy thì chỉ tập trung vào kỹ thuật. Chẳng hạn như là câu nói tiếng Anh nào nên dùng ở trong trường hợp này, chào hỏi như thế nào cho lưu loát, cách phát âm thế nào cho chuẩn. Nhưng mà đó chỉ là kỹ thuật, tức là chỉ là một phần nổi ở trên một tảng băng rất lớn. Để mình có thể chuyển hóa từ kỹ thuật tới kỹ năng, tới khả năng là cả một hành trình dài và đòi hỏi cái sự phát triển nó toàn diện hơn, sâu sắc hơn rất nhiều. Do vậy, trong video ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu cho các bạn một mô hình toàn diện mà do chính mình tự xây dựng để luyện tập và phát triển khả năng thuyết trình và phỏng vấn bằng tiếng Anh của mình. Về cơ bản, mô hình này mình xây dựng mô phỏng dựa theo hình ảnh một con người với 4 bộ phận. Đầu tiên là đầu hay là nội dung nói, thứ hai là miệng hay là ngôn ngữ nói, và đây mình sẽ tập trung vào việc nói tiếng Anh. Thứ ba là chân tay, đại diện cho ngôn ngữ cơ thể, và cuối cùng là trái tim hay là tâm thế khi nói. Thứ nhất, nội dung phải đặt lên hàng đầu. Dù cho bạn nói hay như thế nào, nhưng mà cái nội dung bạn nói không có sự chuẩn bị, không vào trọng tâm bài thuyết trình, không trả lời được câu hỏi của người phỏng vấn thì chắc chắn bạn sẽ không có kết quả tốt. Điểm mấu chốt tạo ra sự thành công của mọi bài thuyết trình và mọi bài phỏng vấn ấy không nằm ở bạn, mà nằm ở giá trị mà bạn mang đến cho người nghe. Có rất nhiều bạn, đặc biệt là những bạn nói tiếng Anh tốt, nghĩ rằng là khi mà mình vào phỏng vấn hay mình vào thuyết trình ấy, thì mọi thứ đều phải xoay quanh mình. Ví dụ như là tôi phải thể hiện là tôi nói rất hay, tôi nói rất chuẩn, tôi rất giỏi, tôi có thể chứng minh được bản thân của mình. Nhưng mà thực tế thì người nghe ta không có quan tâm đến bạn. Người ta chỉ quan tâm đến việc rằng là sau khi nghe khoảng độ 5 phút đầu của bài thuyết trình của bạn thì người ta học được điều gì. Sau khi bắt đầu vài câu hỏi phỏng vấn của bạn ấy, thì người ta sẽ mang được ý tưởng gì về để phát triển doanh nghiệp hay là tổ chức của họ. Thì từ đó họ mới có cái động lực là tôi sẽ nghe tiếp phần thuyết trình còn lại, tôi sẽ mời cái người này vào phỏng vấn vòng sau, hay là tôi sẽ cho họ cơ hội để tôi tiếp tục có được cái giá trị tuyệt vời mà bạn mang đến từ cái nội dung mà bạn nói. Chứ không phải bạn là người như thế nào hay là cái khả năng nói của bạn ra sao, mà là cái nội dung, cái giá trị mình mang đến cho người nghe như thế nào. Do vậy, để làm nổi bật hơn giá trị, khi xây dựng nội dung bài nói mình phải chú ý 3 điểm. Thứ nhất, đặt bản thân vào vị trí của người nghe, cái giá trị mà họ đang cần là gì. Cái thứ hai, đầu tư vào nội dung bài nói, làm sao từ một bài nói ngắn mình có thể tạo ra giá trị lớn nhất. Thứ ba, cách thể hiện giá trị của mình như thế nào. Ví dụ khi làm slide bài thuyết trình chẳng hạn, thì hãy cố gắng là làm sao cái slide đơn giản, ít chữ nhất, để người xem người ta có thể chú ý vào cái trọng tâm nội dung nói của bạn, chứ không phải là cái việc mà họ phải đọc ở trên slide. Nếu mà họ chỉ đọc trên slide thì bạn có thể gửi email cho họ tại sao họ phải đến tận nơi để nghe bạn nói, đúng không? Trong phỏng vấn cũng như vậy, khi bạn phỏng vấn bằng tiếng Anh thì mình có thể trả lời nhiều câu hỏi, nhưng mà tóm gọn lại cái nội dung bạn muốn nói là gì, cái giá trị gì mình có thể mang đến cho doanh nghiệp, cái gợi ý, cái giải pháp gì mà từ bài thuyết trình của mình, từ bài nói, từ bài phỏng vấn của mình, kể cả mình có được cái vị trí công việc, cái cơ hội hay không ấy, thì người ta bước ra khỏi câu chuyện của mình, người ta phải học được cái gì đấy, người ta phải có giá trị gì đấy, người ta phải cảm thấy rằng người ta có lãi khi người ta nghe bạn. Đó mới chính là cái thước đo của sự thành công trong mọi bài thuyết trình và mọi bài phỏng vấn. Nếu bạn đang cần một gợi ý để phát triển nội dung nói của mình thì mình gợi ý đọc cuốn sách này có tên là Bí mật người kể chuyện. Cuốn sách này đã có bản tiếng Việt và tác giả cuốn sách là người đã hướng dẫn cho rất nhiều tài năng thuyết gia nổi tiếng trên thế giới, và cuốn sách chỉ ra rất nhiều cái ý tưởng hay làm sao để mình có thể giải thích một cái chủ đề mà khô khan, khó nhằn, phức tạp trở nên dễ hiểu và thu hút, những cái kỹ thuật nào để mình có thể thêm cái tính cá nhân, thêm câu chuyện cá nhân của mình vào bài nói, để những cái nội dung mình nói đọng lại mãi mãi ở trong tư tưởng của người nghe. Thì đây chính là một cuốn sách mà mình thấy rất rất thú vị về đề tài này. Nếu các bạn muốn mình review kỹ hơn về cuốn sách này thì hãy để comment ở phía dưới để mình biết và làm video review nhé. Phần thứ hai của mô hình là miệng, tượng trưng cho ngôn ngữ nói, thì đây chính là phần mà các bạn quan tâm nhất là về ngôn ngữ tiếng Anh. Tất nhiên khi mình thuyết trình và phỏng vấn bằng tiếng Anh thì mình phải đảm bảo là mình phải có trình độ tiếng Anh đủ để người ta có thể hiểu được và nghe nó lưu loát, dễ nghe. Tuy nhiên mình cần phải chú ý tránh hai lỗi sai lớn nhất sau đây. Thứ nhất là nhầm tưởng việc
nói trong thuyết trình và phỏng vấn với việc nói trong việc thi, ví dụ như thi ở trường hay là thi các kỳ thi chuẩn hóa tiếng Anh. Hai cái kiểu nói này hoàn toàn khác hẳn nhau. Khi mình thuyết trình và phỏng vấn, như mình đã nói, cái ưu tiên hàng đầu ấy là sự dễ hiểu. Làm sao mình nói dễ nghe nhất cho người nghe, chuẩn nhất, đúng nhất, thể hiện đúng ý tưởng của mình nhất. Và mình cần phải sử dụng những cái từ ngữ càng đơn giản càng tốt, biến những cái thứ phức tạp ấy thành ra những cái thứ đơn giản, dễ hiểu cho người nghe. Đấy là ưu tiên hàng đầu. Còn trong khi đó, khi mình đi thi tiếng Anh ấy, thì người chấm thi người ta cần phải có dữ liệu ta đánh giá là cái trình độ của mình đang ở đâu. Thì đôi khi để mình có thể được đánh giá ở trình độ nâng cao ấy, thì mình cần phải sử dụng một số cái chiêu trò. Chẳng hạn như là phải sử dụng những cái ngôn từ phức tạp, chuyên ngành, học thuật, hay là cái cấu trúc nói nó phải hơi phức tạp một chút để người chấm thi ta hiểu là à, cái người này người ta có ngôn ngữ phong phú, có từ vựng dồi dào và biết những cái cấu trúc khó. Nhưng mà đấy không phải là cái tiêu chí của việc nói cho phỏng vấn và nói trong thuyết trình tiếng Anh. Do vậy mình cần phải chú ý mình đang ở trong hoàn cảnh nào thì mình phải sử dụng cái cách nói cho cái hoàn cảnh đấy, chứ đừng nên lẫn lộn cái việc mà mình show off, thể hiện cái khả năng tiếng Anh của mình ở trong mọi hoàn cảnh, nó không thực sự phù hợp. Lỗi sai thứ hai, coi thường việc luyện tập. Có rất nhiều người khả năng tiếng Anh rất tốt, nói rất trôi chảy, rất đúng trong hoàn cảnh bình thường. Ví dụ như bản thân mình chẳng hạn, mình đã ở Mỹ được hơn 10 năm và chồng mình là người nói tiếng Anh bản ngữ. Do vậy trong cuộc sống hàng ngày thì mình sử dụng tiếng Anh rất lưu loát. Tuy nhiên khi mình thuyết trình hay là mình phỏng vấn ấy, mình sẽ nói một thứ tiếng Anh khác. Ví dụ tiếng Anh học thuật hơn này, mình phải nói dài hơn, mình phải nói dưới áp lực cao hơn. Ví dụ nói dưới ánh đèn sân khấu này, dưới sự soi xét của mọi người này, hay đối diện một ban giám khảo chẳng hạn. Thì dưới cái áp lực đấy, cá nhân mình ấy, mình hay nói sai hơn rất nhiều. Ví dụ mình nói lặp này, mình nói nhanh này, mình nói bị mất từ, mất chữ, mất âm cuối này. Mình cảm thấy mỗi lần mà mình xem lại những cái băng ghi âm hay là những cái phần mà mình thu khi mình phỏng vấn, mình nói thuyết trình ấy, mình thấy rằng là à, mình còn phải luyện tập rất nhiều. Và càng luyện tập ấy thì mình càng có sự tự tin khi nói thực tế hơn, và mình sẽ bớt sai hơn, bớt bị ngợp hơn khi nói trước khán giả và nói trước ban giám khảo. Nếu các bạn đang tìm một nguồn luyện tập thỏa mãn được tất cả những tiêu chí trên thì gợi ý của mình là ứng dụng Elsa Speak. Đây là một ứng dụng luyện nói và giao tiếp bằng tiếng Anh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Ứng dụng này mình đã sử dụng được hơn 5 năm và thậm chí mình còn mua luôn bản trọn đời cho phiên bản Elsa Pro, tức là cái bản nâng cấp của phiên bản miễn phí của Elsa Speak. Cái phiên bản này thì mình đã nói rất nhiều ở trên rất nhiều video ở trên kênh, do vậy mình sẽ không lặp lại nữa. Tuy nhiên điểm sơ lại một chút thì cái điều khiến mình ấn tượng nhất ở ứng dụng này là khả năng chấm chữa phát âm chính xác đến từng âm tiết. Tức là khi mình đọc một từ, một câu hay là một cụm á, thì AI chấm cho mình kỹ yên từng âm một. Và khi mình đọc một câu dài thì AI sẽ chấm cho mình về ngữ điệu, làm sao để mình có thể sửa để nói lưu loát nhất. Đặc biệt khi mình ấn vào những cái âm sai thì ứng dụng sẽ gợi ý cho mình cái cách nói đúng, thậm chí là có video cách đặt lưỡi, đặt môi, răng như thế nào để tạo ra được chính xác cái âm đấy. Mình thấy nó cực kỳ cụ thể và cực kỳ là thực chiến. Mới đây Elsa có ra mắt một gói học toàn diện hơn có tên là Elsa Premium. Nó bao gồm 4 mảng. Thứ nhất là Elsa Pro, tập trung vào việc luyện phát âm và ngữ điệu như mình đã trình bày ở phần trước. Cái thứ hai là Elsa AI, tập trung vào việc luyện hội thoại. Thứ ba là Elsa Speech Analyzer, tập trung vào việc nói tự do. Và thứ tư là các chương trình học cấp chứng chỉ tiếng Anh. Điểm mới nhất phải nói đến là Elsa AI, tập trung vào hội thoại. Thì nếu các bạn đã từng xem các video trước của mình về Elsa Pro ấy, thì mình có nói một cách chân thành là cái điểm yếu của Elsa Pro chính là cái sự thiếu của hội thoại. Thế nhưng ở phiên bản mới này với công nghệ Generative AI thì mình sẽ được nhập vai và nói chuyện như người thật với AI. Tức là mình sẽ được chọn một đề tài, có thể là đề tài có sẵn hoặc là mình sẽ tự chọn đề tài. Mình sẽ trả lời bằng cách ghi âm ở trong app và AI sẽ tiếp tục trả lời mình và hỏi mình như là mình đang nói với người bạn hay là nói trong phỏng vấn vậy. Thì trong quá trình mình nói, nếu mình bị bí ý tưởng ấy, thì mình có thể ấn nút gợi ý và AI sẽ gợi ý cho mình một số mẫu câu. Sau khi phần hội thoại kết thúc thì mình sẽ nhận được phần góp ý cả về tổng quát lẫn chuyên sâu. Thì đây chính là một cách để cho mình luyện tập dưới cái áp lực sân khấu, áp lực thời gian và làm sao mình bật ra được ngay cái ý tưởng của mình khi mình được hỏi. Elsa Premium thì cũng bao gồm cái web app
ELSA Speech Analyzer mà mình đã giới thiệu trong một cái video trước ấy, thì với cái công nghệ này thì mình sẽ nói tự do. Tức là mình luyện tập toàn bộ bài thuyết trình của mình ở trên ứng dụng, và sau khi mình kết thúc bài thuyết trình ấy, thì mình sẽ nhận được cái phản hồi đánh giá từ AI chấm rất là kỹ theo đủ 5 tiêu chí về phát âm, về cái ngữ điệu, về cái nội dung bài nói, về sự trôi chảy của mình. Và AI cũng sẽ dựa vào bài nói để dự đoán cái điểm số của bạn trong những kỳ thi chuẩn hóa, ví dụ như IELTS, TOEFL, TOEIC. Đây là một giải pháp cực kỳ tốt để mình có thể vừa luyện được cái bài thuyết trình của mình lại vừa có được phản hồi ngay lập tức về ngôn ngữ của mình trước khi mình lên nói trực tiếp. Thêm nữa, đối với ELSA Premium thì mình còn được học các chương trình luyện thi, các chứng chỉ quốc tế như là IELTS, TOEIC, PTE. Nội dung bài học được xây dựng dựa vào những nhà xuất bản rất nổi tiếng như là Đại học Oxford này, hay là nhà xuất bản HarperCollins hay là Pearson. Kết hợp với công nghệ AI nổi tiếng của ELSA thì mình sẽ được học chọn gói những cái chương trình này và được cấp chứng chỉ bởi ELSA. Thì với tất cả những cái tính năng này, mình thấy thực sự là một cái giải pháp rất là toàn diện, đúng với cái mô hình mà mình muốn thể hiện ở trong video này. Do vậy, mình đã liên hệ với team ELSA để lấy một cô giảm giá độc quyền cho cộng đồng The Present Writer. Các bạn có thể nhập code ở trên màn hình để có thể được giảm giá cao nhất cho tất cả những cái chương trình ở trên ELSA. Mọi thông tin chi tiết thì mình sẽ để phần miêu tả cho các bạn tham khảo nhé. Phần thứ ba của mô hình là chân tay hay là ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể vô cùng quan trọng. Đặc biệt nếu mà khả năng ngoại ngữ của bạn nó còn chưa tốt ấy, thì ngôn ngữ cơ thể chính là cách mà mình có thể phụ theo để có thể giúp người nghe hiểu hơn về cái ý tưởng của mình. Ngôn ngữ cơ thể cũng giúp cho mình cảm thấy tự tin và mang lại thiện cảm đối với người nghe nếu mình biết sử dụng nó đúng. Thì nếu các bạn quan tâm đến đề tài này, mình gợi ý rất nên xem hai video đều được chục triệu view ở trên YouTube. Mình sẽ để thumbnail ở đây và cũng như là link ở phía dưới cho các bạn xem. Cái điểm thứ nhất ấy, là ở tư thế hay còn gọi là cái pose của mình. Thì tư thế nào thể hiện sự tự tin? Ở trong nghiên cứu thì người ta thường sử dụng từ power pose hay còn gọi là cái tư thế quyền lực. Cái ý tưởng lớn nhất của power pose là mình phải kiểm soát được không gian, tức là mình càng mở rộng bản thân, càng cảm giác cởi mở ấy, như thế này chẳng hạn đấy, thì mình sẽ càng cảm thấy tự tin, chính mình cảm thấy tự tin và người nói cảm thấy là mình đang cảm thấy thoải mái, đang cảm thấy tự tin khi nói. Còn nếu mà mình thu hẹp bản thân lại như thế này hay là như thế này, mình càng che lại, mình càng nhỏ lại ấy, thì bản thân mình cũng cảm thấy mình bé nhỏ, mình thiếu tự tin, và người xem cũng cảm thấy rằng là mình chưa chắc cái người này đã tự tin về cái nội dung người ta nói. Thì do vậy cái điều rất quan trọng là mình phải cố gắng thẳng lưng và mở vai, làm sao đấy để khi mình nói mình mở rộng bản thân nhất có thể. Cái tư thế cởi mở ấy, nó rất là quan trọng. Cái thứ hai là cách mình dùng tay. Nếu mình có thể đan tay như thế này thì nó thể hiện cái sự vững chắc, cái sự tự tin. Còn nếu mà mình để tay kiểu như thế này, tức là nó là một cái pose mà được xem như là không được an toàn ấy, như kiểu mình đang tự xoa dịu, mình đang tự trấn an bản thân ấy, nó sẽ khiến cho người đối diện người ta cũng cảm thấy cái sự bất an đấy. Thì do vậy khi mình nói với bàn tay của mình thì mình cố gắng mình mở ra như thế này, mình đan lại thế này để thể hiện cái sự vững chắc, và mình cố gắng là mình không thu hẹp bản thân lại. Và điểm quan trọng thứ ba là ở giọng nói. Giọng nói mình cần phải rõ ràng, vững chắc. Có rất nhiều người có thể họ tin vào cái điều họ nói, nhưng mà cái cách họ nói khiến cho người nghe người ta cảm thấy thiếu tự tin. Chẳng hạn như là cái cách mà rất nhiều người, đặc biệt là nữ giới, hay nói vóng lên ở phía cuối như kiểu một câu hỏi. Ví dụ, video ngày hôm nay mình sẽ nói về việc học tiếng Anh. Mình đã học tiếng Anh được 10 năm rồi. Thì khi mình kết lại cái câu ấy bằng một cái dạng như câu hỏi, mặc dù nó không phải là một câu hỏi, nó khiến cho người nghe cảm thấy là không chắc chắn ấy, cảm thấy rằng là đây không phải là một cái câu khẳng định. Trong khi đó, mình có thể nói một cách rất vững chắc. Video ngày hôm nay mình sẽ nói về chủ đề học tiếng Anh. Mình đã học tiếng Anh được hơn 10 năm rồi. Mình hãy nói đúng là cái câu khẳng định. Thì nó sẽ thể hiện rất là rõ cái sự vững chãi qua cái giọng nói của mình. Thì nghe đây các bạn có thể thấy rằng những cái lời khuyên này liệu nó có thiên về nam hay không? Bởi vì những cái tư thế, những cái giọng nói, những cái cử chỉ tay mà được gợi ý là power pose ấy, là nó thường là thiên về nam hơn. Chẳng hạn như là cái cách mình ngồi như thế này, hay là cách mình nói vững chãi, hay là cách mình không thu hẹp lại như thế này. Đấy, thì nó không phải là cái pose thường của nữ. Thì thực tế là những cái nghiên cứu họ cũng chỉ ra rằng là đàn ông ấy, người ta thường cho người nghe cảm thấy cái sự tự tin lớn hơn phụ nữ. Đấy không phải là cái nghiên cứu ngày một ngày hai, mà hàng chục năm và cả đội nghiên cứu nữ giới lẫn nam giới đều cho ra cái kết quả này. Cái này không phải là cái lỗi của người nữ, bởi vì là chúng ta được
lớn lên được giáo dục theo kiểu là à, nữ thì phải nhỏ này, nữ phải bé này, nữ thì phải che mặt này, nữ thì phải thế này kia. Nhưng mà chính vì cái sự giáo dục đấy, nó khiến cho mình cảm thấy rằng là mình thiếu tự tin, hoặc là mình sẽ phải dìm cái sự tự tin của mình lại khi mình đứng trước công chúng, đứng trước người khác, tại vì mình là nữ. Nhưng mà cái điều đấy nó không phải là thực tế, và không phải là bạn phải có cái tư thế như đàn ông thì nó mới tự tin. Ở trong những cái bài thuyết trình của mình thì mình cũng đi đi lại lại, mình cũng mở tay, mình cũng có rất nhiều cử chỉ tay chân, và cái giọng nói của mình cũng rất là vững chắc. Nhưng mà không vì thế mình mất đi cái tính nữ của mình. Tất cả nó cần phải có sự luyện tập. Nếu mà bạn luyện tập những cái pose này ấy, mình sẽ có những cái pose mẫu, bạn có thể xem thêm ở những cái video YouTube. Nhưng mà khi mình vào với bản thân mình ấy, thì mình sẽ biết là à, đâu là cái pose, đâu là cái tư thế, đâu là cái giọng nói, đâu là cái cử chỉ tay nó phù hợp nhất với tôi. Nó vừa thể hiện được cái sự tự tin cho tôi, nhưng mà nó vẫn là cái tính nữ của tôi. Đây là một cái đề tài mình cảm thấy rất quan trọng và chưa được nói nhiều ở Việt Nam. Bình đẳng giới nó có thể đơn giản ngay ở cái cách mình dạy cho nam và nữ cách thể hiện bản thân trước công chúng, làm sao để mình có thể thể hiện mình là chính mình, nhưng mà là cái phiên bản tự tin nhất của bản thân mình. Thì đấy cũng là một cái phần rất quan trọng của việc thành công trong thuyết trình và phỏng vấn bằng tiếng Anh. Phần thứ tư của mô hình cũng là phần quan trọng nhất, chính là trái tim hay là tâm thế. Tiếng Anh, hay đặc biệt là việc nói tiếng Anh ở Việt Nam ấy, thường được xem là một cái công cụ gây ra chiến tranh. Tại sao? Tại vì có quá nhiều cái nền tảng forum, video, mình react lại những cái người ta nói tiếng Anh, rồi người ta phân tích, rồi chỉ trích đến từng âm tiết, từng cách thở, từng cách dùng từ, từng chấm phẩy. Mình cần phải chỉ trích người ta để mình có tiếng Anh tốt hơn, hoặc là người ta học được để tốt hơn. Nhưng mà thực tế, tất cả chúng ta đều nói tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. Thế do vậy là cái việc mình nói được một ngôn ngữ thứ hai là một điều cực kỳ đáng tự hào rồi, và mình không nên đánh giá người khác quá hà khắc vì một hai cái câu phát âm không đúng hay là ngữ điệu chưa chuẩn. Tại vì nếu mà mình có cái tư duy chỉ trích người khác ấy, thì khi mình nói trước công chúng, mình thuyết trình, mình phát biểu, mình trả lời phỏng vấn, thì bản thân mình cái giọng nói nào đấy chỉ trích trong đầu mình nó sẽ tiếp tục, người ta cũng sẽ chỉ trích mình liên tục như là mình chỉ trích người khác. Nhưng mà trong thực tế nó không hẳn là như thế. Thế do vậy nếu bạn có cái tư tưởng này thì mình nghĩ rằng là mình nên cởi mở hơn, mình nên hiểu về cái khái niệm Global English, tức là ngày nay tiếng Anh không chỉ là dành cho những người sinh ra và lớn lên ở cái môi trường nói tiếng Anh. Cái khái niệm tiếng Anh chuẩn ấy nó không còn như ngày trước nữa. Tiếng Anh ở trên thế giới đã được chấp nhận với mọi âm giọng và với mọi cái cách thể hiện riêng, với từng quốc gia, từng cái nền văn hóa, từng cái ngôn ngữ bản địa khác nhau. Thế do vậy mình nên thoáng hơn khi mình nghĩ về tiếng Anh và việc nói tiếng Anh. Điều thứ hai, để chuẩn bị một tâm thế tốt trước khi mình lên sân khấu thuyết trình hay là mình phỏng vấn với người khác ấy, thì mình có thể cho vào trong đầu mình một cái phiên bản khác. Ở trong bản tin gần nhất của bản tin bài học thứ tư của mình ấy, thì mình có nói về bài học mình học được từ siêu anh hùng. Tức là siêu anh hùng ngày bình thường ấy, họ là những người bình thường. Nhưng mà khi mà họ khoác lên tấm áo choàng hay áo giáp này hay là mặt nạ chẳng hạn, thì họ là super human, họ là siêu nhân. Tức là nếu mình có thể cho mình một cái phiên bản siêu nhiên, tự tin hơn, thoải mái hơn, giỏi tiếng Anh hơn khi mình lên sân khấu, khi mình thuyết trình, khi mình nói với người phỏng vấn của mình ấy, thì mình sẽ cảm thấy được thoải mái hơn, được tự tin hơn, có cái tâm thế tốt hơn. Mình sẽ kể cho các bạn một bí mật nhé. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày thì mình rất ít khi đeo nữ trang, và mình thường chỉ đeo nhẫn cưới thôi. Thế nhưng mà mỗi khi mà mình cần phải quay một cái video quan trọng, hay là đứng trước công chúng, hay là trả lời phỏng vấn ấy, thì mình sẽ đeo thêm một cái nhẫn nữa. Tại vì khi mình đeo cái nhẫn này, nó sẽ cho mình vào một tâm thế là à, mình là một phiên bản khác, mình là phiên bản tự tin, mình là phiên bản quyền lực. Thì với cái tâm thế đấy thì mình có thể cộng lại toàn bộ tất cả những cái lời khuyên ở trên cả một cái mô hình này, trở thành một cái mô hình toàn diện để mình có thể nói tiếng Anh này tốt hơn, mình thể hiện được nội dung của mình chuẩn xác hơn, mình có ngôn ngữ cơ thể tốt hơn, và mình cảm thấy thoải mái hơn, mình làm cho người nghe của mình cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nếu các bạn cảm thấy mô hình này hay bất kỳ nội dung nào mình nói hữu ích, thì các bạn có thể giúp mình ghi ở phần comment 3 điều gì thú vị bạn học được qua video này, 2 điều gì bạn cần làm ngay và 1 điều gì bạn cần bỏ ngay để giúp cho mình thuyết trình và phỏng vấn tiếng Anh được tốt hơn. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở trong video tiếp theo. Bye!